Xin chào mọi người nhé. Hôm nay Q&A Việt Nam sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách sử dụng của cái quạt sưởi gốm Panda, thương hiệu con gấu trúc nổi tiếng của Trung Quốc nhé. Đây là một thương hiệu nội địa của Trung Quốc. Thì cái mẫu quạt sưởi này chúng ta có điều khiển từ xa, và đây điều khiển từ xa. Khi mà mọi người sử dụng thì mọi người sẽ rút bỏ cái miếng nhựa trong này ra. Thì đây là nút tắt bật này. Ở cái nút tắt bật này thì mình khi mình nhấn cộng trừ này, nó sẽ tăng này, nhiệt độ sẽ tăng. Đấy. Thế này nó sẽ lên được nhiệt lên 40 độ C. Mình giữ cái trời mùa đông ấy, giữ cái trời mùa đông mà lạnh mấy độ mà lên được 40 độ C thì các bạn cảm giác là nó sẽ ấm, rất là ấm. Mình đang ở cái mức 40 độ C đây, ngồi rất xa mà nóng bỏng cả mặt đây. Đấy. Cái gió rất là dịu và mát. Đây là quạt gốm, sưởi gốm, sưởi PTC chứ không phải là sưởi bóng. Và các cái tấm này nó không sờ vào nó cũng không bị bỏng này. Đấy. Thì đây là cái nút hẹn giờ này, mình có thể hẹn giờ, hẹn được 24 tiếng. Hẹn được 12 tiếng. Và đây là nút quay này, xoay này. Đấy. Thế quạt xoay. Đây là cái tốc độ gió, là cái tốc độ mà gió thổi ra. Đấy, nó có 3 tốc độ gió. Tương tự như vậy thì là ở trên cái của cái máy là cũng có các cái phím mà điều khiển. Nếu mà trong trường hợp mà mình không sử dụng điều khiển từ xa, mình có thể bấm ngay trên máy rất là nhạy. Đấy là nút tắt này. Đấy, nhìn là biết tắt này. Đấy, đây là cộng trừ. Cộng trừ, tăng giảm nhiệt độ này. Nút xoay, nếu mà mình muốn dừng lại thì mình bấm nút xoay. Đó. Bấm thì nó sẽ xoay hoặc dừng. Hẹn giờ. Bấm hẹn giờ tăng giảm. Đây là các cái tốc độ gió như là trên bảng điều khiển. Rồi. Đấy. Thì khi mà mình không sử dụng nữa thì mình bấm nút nguồn này tắt đi, nó sẽ tắt từ từ. Đấy, khi mình dùng mình lại bật lên. Rồi, cái sưởi gốm này rất là tiện nha mọi người nhá. Rất là an toàn với người già và trẻ nhỏ. Chạy rất êm và nuột. Hiện tại thì cái mẫu sưởi gốm này độc quyền trên thị trường của Q&A Việt Nam nhé. Giá thì đang có giá ưu đãi, mọi người nên mua sớm để tránh là vào mùa thì cháy hàng. Cái sản phẩm này được bảo hành 1 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời bởi Q&A Việt Nam. Các bạn mua hàng thì liên hệ số hotline 0989 268 308 giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.